Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến nay, trong số 3,5 triệu trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã được tiêm vaccine Pfizer tại 34 tỉnh thành, có 10.573 trường hợp, tỷ lệ 0,3% phản ứng thông thường sau tiêm. Các phản ứng thông thường này là sốt, đau vết tiêm, đau cơ, đau đầu, mệt mỏi. Tuy nhiên, đã có 3 trẻ phản ứng nặng và tử vong tại Bắc Giang, Hà Nội và Bình Phước. Chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi triển khai từ tháng 11 trên cả nước, dự kiến sẽ tiêm chủng cho khoảng 9 triệu trẻ trong độ tuổi này, sử dụng 18 triệu liều vaccine Pfizer. Một số tỉnh hiện tỷ lệ tiêm đạt trên 60% số người từ 12 đến 17 tuổi như Hà Nam, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Đà Nẵng, Khánh Hòa. Bộ Y tế đã cấp phép vaccine Pfizer tiêm cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, sử dụng tương tự như ở người từ 18 tuổi trở lên, liều lượng 0,3ml mỗi liều, tiêm bắp. Lịch tiêm gồm 2 mũi, khoảng cách giữa 2 mũi cách nhau từ 3 đến 4 tuần. Chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em ở Việt Nam thực hiện theo một lộ trình từ lứa tuổi cao đến lứa tuổi thấp, ưu tiên tiêm trước nhóm từ 16 đến 17 tuổi, hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch bệnh tại địa phương. Các địa phương cũng đã trải qua đợt giãn cách xã hội, tỷ lệ mắc COVID-19 cao, có mật độ dân số đông, nguy cơ lây nhiễm cao được ưu tiên tiêm trước.